Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đây được coi là giải pháp quan trọng để Hưng Yên hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình tiến độ đề ra. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên sẽ sát nhập nguyên trạng với phường Quang Trung thành phường Lê Lợi với diện tích tự nhiên là 4,32 km2 và dân số 18.564 người. Ngay sau khi có chủ trương, Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức họp với các tổ chức thành viên, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho họ khi thực hiện sắp xếp. Chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với cả chính quyền, đài truyền thanh phường, ban công tác mặt trận các khu dân cư, các tổ chức chính trị để tập trung tuyên truyền vào cái việc thay đổi tên đơn vị hành chính, tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri, làm sao mà tạo được cái sự ủng hộ cao nhất của cán bộ và nhân dân trong phường. Trong giai đoạn 2023-2025, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ sẽ sáp nhập với xã Ngô Quyền và thị trấn Vương thành thị trấn Vương với diện tích gần 14 km2 và dân số trên 21.000 người. Xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, tác động đến tư tưởng tâm lý của cán bộ đảng viên và người dân. Mặt trận Tổ quốc xã Dị Chế đã triển khai kế hoạch tuyên truyền từ sớm, đa dạng phương thức tuyên truyền, trong đó tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư. Đồng thời, tiến hành lập niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hóa từ sớm để triển khai lấy ý kiến của người dân từ ngày 14 tháng 4 tới đây. Chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với chi ủy chi bộ và các đồng chí trưởng phó thôn cùng các chi hội đoàn thể trong thôn đã tuyên truyền vận động nhân dân nắm rõ chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính mới, tuyên truyền vận động nhân dân bằng các hình thức như là trên đài truyền thanh và trực tiếp đến các nhà dân để mọi người dân nắm và hưởng ứng. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Hưng Yên có 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 đơn vị hành chính, gồm 13 phường, 8 thị trấn, 118 xã. Hưng Yên phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Chúng tôi sớm triển khai hội nghị chuyên đề đến Mặt trận Tổ quốc các cấp để triển khai các cái nhiệm vụ của mặt trận tham gia thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Thời điểm này thì đang tập trung cho tuyên truyền về việc lấy ý kiến của cử tri và vận động nhân dân tích cực tham gia khi được lấy ý kiến, rồi giám sát cái việc công khai các cái phương án, đề án sắp xếp, rồi việc đổi tên, đặt tên đối với đơn vị hành chính mới. Đồng thời nữa là hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp xã tổ chức đại hội đối với các đơn vị mà nằm trong cái diện sắp xếp đợt này. Với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.